Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một số dòng loa karaoke Bluetooth bên mình hiện đang bán chạy nhất ha. Lưu ý thì mình chỉ giới thiệu một số dòng mình chỉ bán chạy nhất thôi ha. Chứ nếu mà các bạn muốn tham khảo thêm á thì inbox Zalo mình có hơn 100 mẫu luôn ha các bạn. Thì ok, bây giờ mình sẽ test thử ha. Đầu tiên là Q8. Ok. Cái này là hiện là bên mình bán chạy nhất là mẫu này ha các bạn. Mẫu này với lại một cái K108 nữa. K108 thì hiện tại mình nó đang hết hàng. Bây giờ mình test thử âm thanh cho các bạn nghe ha. Đây, ok. Đây mình có USB đây. Mình xin phép test nhạc nhỏ thôi ha các bạn. Tại vì đang test buổi trưa ồn, sợ mọi người đang ngủ quá. Đây. Các bạn nghe cực ấm nha các bạn. Đây các bạn để ý, mình sẽ tăng dần bass chép lên nha. Nghe rất là rõ, bass ra bass, chép ra chép nha. Ok. Đây, mới có một miếng âm lượng nha các bạn. Đây. Cái này cũng khá dễ sử dụng ha. Ok. Tiếp theo là cái loa đây. Cái này là FI8 nha các bạn. Mình mới nhập về hồi tối hôm qua. Nhiều khách hỏi quá nên mình cũng nhập về bán. Ok, USB đây. Lưu ý thì mình chỉ giới thiệu sơ thôi nha. Các bạn nào muốn mà xem clip test chi tiết á thì vui lòng click đường link bên dưới ha. Đường link bên dưới mình có clip test chi tiết của tất cả những mẫu loa này nè. Mình đã để sẵn bên dưới ha các bạn. Đây. Ok. Tí nữa mình sẽ giải đáp về ba các bạn hay thắc mắc về đây ba anh em nhà này. Nhất là X8, Daily X8. Đây, Daily X8 là cái bên đây. Là các bạn hay hỏi mình về thắc mắc về Daily 8, K66 và QV8 cái nào hay á. Tại vì ba mẫu này là bộ ba mình bán chạy ha. Ok, cái này thì mẫu đây nè. Đây, bây giờ hiện tại thì mình test cái loa này trước đi ha, FI8. Đây. Này là nút nguồn của cái đèn lát phía trước. Đây. Của cái đèn phía trước này. Còn cái nút nút màu đỏ ở trên á. Đây là nút của cái màn hình hiển thị. Ok. Đây nó cũng có volume bass chép đầy đủ trang cái loa bên đây ha, trang cái Q8 ha. Này nghe nhạc cũng khá là ok đó. Ok. Nó cũng mới có một miếng âm lượng thôi nha các bạn. Đây. Âm lượng. Bass chép nó lên rất là rõ ha. Nè. Đây. Ok. Ok. Tắt này ha. Tiếp test chi tiết thì các bạn vui lòng nhấn đường link bên dưới ha. Khá là đẹp. Ok. Tiếp theo là bộ ba của chúng ta. Đây. Bộ ba này rất là hot trên thị trường nha các bạn. Hiện tại là trung bình một ngày mình nhận khoảng 150 cuộc gọi vì bộ ba này nè. Ok. Thế đầu tiên là cái Q78 ha. Ok. Nút nguồn. Đây là âm lượng của nhạc nè. Thank you.
Các bạn để ý mới có một tí âm lượng thôi nha các bạn. Tại trưa mọi người ngủ hết rồi nên mình sợ phiền. Đây, toàn bộ sản phẩm bên mình khi mà giao cho các bạn á, bên mình ship toàn quốc nha. Bên mình sẽ gửi qua bưu điện nhận hàng rồi mới thanh toán. Rồi toàn bộ sản phẩm bên mình á bảo hành bằng tem nha các bạn. Đây sẽ qua có hai người kiểm. Thứ nhất là bạn của mình, thứ hai là mình sẽ test rất là kỹ rồi mình mới giao cho các bạn ha. Đây, mới còn một miếng âm lượng mà rất là khủng vậy rồi đó. Mình nếu mà thích á thì mình thích cái lo này nhất. Cái lo này và cái lo Q8 ha các bạn. Những tất cả những cái lo mà dưới 1,5 triệu á, mình thích cái lo Q8 này với lại cái lo này. Tại mình cũng hay tham gia hoạt động văn nghệ á nên mình cũng hay test mấy cái lo này lắm. Nghe tiếng nó rất là trong ha các bạn. Còn bây giờ mình sẽ test thử, các bạn hay hỏi giữa cái đây. Bộ 3 này ha, kế tiếp là K66 nha. Q78 âm thanh rất là trong ha các bạn. Tuy nó thấy nó lùng hơn hai cái còn lại, hai cái còn lại xíu, nhưng mà âm thanh thực sự nó Q78 là lớn nhất đấy nha. Anh định nhớ em ở đây luôn à. K66 cũng khá là đẹp ha các bạn. K66 cũng rất là đẹp luôn. Bán chép nó cũng nghe rất là hay. Đây, ok. Ok ha. Rồi, kế tiếp là S8. Cả hai lo này thì âm thanh nó rất là trong các bạn. Nếu mà bạn hát karaoke á thì hai lo này khỏi phải chơi ha. Rồi kế tiếp là Daily S8. S8 là mẫu 2016 các bạn, lưu ý ha. Còn hai cái mẫu này nè, cái mẫu K66 thì ra mắt cuối tháng 9 2017. Ok. Còn cái mẫu Q78 này là ra mắt đầu tháng 10 2017. Nói chung nó cũng cách nhau khoảng nửa tháng á. Còn cái S8 này là mẫu cũ 2016 rồi. Ok. Các bạn nghe giống như là trong bộ ba này nè, các bạn hay hỏi mình là cái nào hay nhất thì mình cũng nói luôn ha, theo cảm nhận của mình á, tại mình cũng hay tham gia văn nghệ thì hai cái này thì ok, khá là ok. Nói chung là bass chép nó rõ, nó rất là trong, mình hát giọng mình rất là rõ. Còn cái S8 cũng ok thì nhưng mà cái S8 thì hát giống như là khi mà bạn bắt nhạc lớn á, thì nó hơi bị rè, nó ồ tiếng, nó không còn trong lắm. Thì nói chung là ba mẫu lo này hiện đang bán chạy bên mình ha. Còn kế tiếp đây có cái lo mini đây. Này cũng hay, nghe cũng được đấy, cũng khá là ok. IP01 hay các bạn. Play by USB drive. Giờ mình xem lại tổng quan ha. Đầu tiên là cái Q8 thì trong những tầm lo dưới 1,5 triệu thì cái Q8 là ok nhất ha. Q8 gọi là K108 rồi. Kế tiếp thì cái lo này mới nên mình chưa test nhiều, thì mình chưa rành lắm. Thì còn đây là bộ 3, hiện tại bộ 3 này đang hot, một ngày mình nhận rất là nhiều cuộc gọi về bộ 3 này ha. Nói chung là cái nào nghe cũng khá là ok.
Mà nếu mà các bạn muốn hát karaoke hay á thì chọn Q8 hoặc là K66 ha. Rồi, ok. Đây lấy 8 cũng được, nhưng mà nó hơi rè rè xíu. Rồi đây thì mình cũng nói sơ về cách đặt hàng ha. Tại vì mình đang sắp chuẩn bị đóng hàng gỡ bưu điện nè, nên mình làm clip cho các bạn. Thì cách đóng hàng á, thì bên mình khi mà bạn đặt hàng á thì bạn vui lòng gọi trực tiếp mình, hoặc là bạn nhắn tin qua SMS, bạn để lại số điện thoại, họ tên, địa chỉ rồi ha, bên mình sẽ xác nhận đơn hàng, bên mình sẽ ship hàng. Rồi các bạn nào quan tâm thì liên hệ hotline 0915486462, cái đó là số đó cũng là Zalo của mình luôn ha. Thì Facebook mình có để đường link bên dưới, còn clip test chi tiết của từng loại loa mình có để đường link bên dưới luôn ha các bạn. Các bạn click đường link bên dưới ha. Rồi ok. Khi mà giao hàng á mình sẽ